tên lửa mạnh nhất thế giới Falcon Heavy của Ba Sét đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên hôm 6 tháng 2, mang theo chiếc xe điện mui trần màu đỏ tươi của tỷ phú Elon Musk tới quỹ đạo gần sao Hỏa. Những tiếng reo hò phấn khích cũng như những lời chúc mừng rộn rã nổi lên tại mũi Canaveral, bang Florida, Mỹ khi chiếc rocket khổng lồ bắn 27 động cơ của nó vào bầu trời từ cùng bệ phóng của NASA từng là cơ sở cho sứ mệnh tới mặt trăng của Mỹ 4 thập kỷ trước. Theo, tên lửa khổng lồ này được ghi nhận là tên lửa mạnh nhất kể từ khi ra đời. Hệ thống con thoi đã rời khỏi bệ phóng không gặp bất cứ sự cố nào và bay lên cao qua Đại Tây Dương. Vụ phóng này vốn được đánh giá là rủi ro cao. Bản thân Kêu Ba Sét Elon Musk từng thừa nhận rằng cơ hội thành công lần đầu của tên lửa mới này chỉ là 50/50. Với sự ra mắt thành công này, Falcon Heavy nhắm tới mục tiêu trở thành tên lửa năng lực cao nhất đương đại. Nó được thiết kế để chở tối đa 64 tấn hàng hóa lên quỹ đạo thấp của trái đất, gấp hơn 2 lần sức chở của những tên lửa mạnh nhất hiện nay, nhưng chi phí thì chỉ bằng 1/3. Tuy nhiên, trong sứ mệnh thử nghiệm và chưa chắc chắn, tỷ phú Musk quyết định chỉ đưa theo chiếc xe điện thể thao mui trần màu đỏ tươi do công ty sản xuất xe Tesla của ông chế tạo. Một mannequin mặc đồ du hành vũ trụ ngồi trong ghế tài xế và radio trong xe được cài đặt phát bài hát ba xe ODT của danh ca David Bowie. Theo dự kiến, chiếc xe Tesla Roadster này sẽ du hành quanh mặt trời theo hình elip trải rộng ngoài quỹ đạo sao Hỏa. Chiếc xe sẽ ở trong không gian sâu trong khoảng 1 tỷ năm nếu không nổ tung trong lúc bay, ông Musk chia sẻ vào tháng trước. Khi được hỏi về lý do lựa chọn chiếc xe Tesla Roadster, ông Musk trải lòng: "Tôi thích ý tưởng về một chiếc xe trôi nổi vĩnh viễn trong không gian và có thể được người ngoài hành tinh phát hiện trong hàng triệu năm tới." Về cơ bản, tên lửa Falcon Heavy bao gồm một tên lửa Falcon 9 của Ba Sét đi kèm hai tầng đẩy của Falcon 9 gắn ở hai bên, giúp tăng gấp 3 công suất của tên lửa khi rời bệ phóng. Ba Sét đã phóng thành công 18 tên lửa Falcon 9 vào năm ngoái. Trong 14 lần phóng, Ba Sét hạ cánh thành công tầng đẩy, cho phép tái sử dụng trong những chuyến bay sau. Tỷ phú Musk tin rằng với chi phí thấp nhờ tầng đẩy ở hai bên được tái sử dụng từ những lần phóng Falcon 9 trước đây, Falcon Heavy tổng chi phí khoảng 90 triệu đô la Mỹ, sẽ thay đổi cuộc chơi cho tất cả các loại tên lửa tải nặng khác. Đỗ Nguyên theo, nguồn Người Lao Động.